Chương 9. Xây dựng hình tượng xã giao có sức lôi cuốn. Bài 1. Chú trọng hình dáng cử chỉ, khi cần có thể nhờ đến thiết kế chuyên nghiệp. Lễ trao giải điện ảnh hàng năm trở thành sân khấu để các ngôi sao nữ đọ vẻ duyên dáng xinh đẹp. Họ mời các nhà thiết kế chuyên nghiệp thiết kế ra bộ váy áo, phụ kiện tốn bao nhiêu tâm sức để mong mình gây được sự chú ý. Trước thềm lễ trao giải, họ có thể thử quần áo đến mệt nhoài. Nhưng đến khi lên thảm đỏ, các khán giả phát hiện ra rằng 80% các ngôi sao nữ lựa chọn lễ phục có phong cách thiết kế đơn giản mà đặc biệt. Các ngôi sao cũng sợ bị sự cố, sợ ngộ nhỡ mà không đẹp, sợ mất đi hình tượng. Ngày hôm sau sẽ bị truyền thông, báo chí bình luận là lôi thôi, cầu thả. Cho nên khi đứng trên sân khấu, luôn coi vẻ đẹp là thước đo cho sự thành công của mình. Như thế mới xứng đáng được sự ủng hộ của khán giả. Mặc dù nói đánh giá của người khác qua bề ngoài là không chính xác, nhưng không thể phủ nhận được con người thích nhìn nhận, đánh giá mọi thứ xung quanh qua cảm nhận của thị giác. Từ ánh mắt rồi đến trái tim, câu nói này quả thật không sai. Chúng ta thông thường qua cảm nhận bên ngoài, từ thị giác để đánh giá phẩm chất bên trong của đối phương. Ví dụ, khi chúng ta thấy người đi dép lê, mặc áo ba lỗ, nhuộm tóc vàng, thì sẽ nhăn nhó, cho rằng người này hư hỏng, chơi bời. Nhìn thấy người mặc áo sơ mi trắng, gọn gàng chỉnh tề, chúng ta sẽ cho rằng đối phương lễ phép, ôn hòa, sống có quy củ. Tụi mình có một chút nhắn gửi đến các bạn thính giả. Nguồn thu của kênh hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào việc bán sách, nên kinh phí rất hạn hẹp. Nếu yêu thích cuốn sách mà kênh đang truyền tải, bạn có thể nhấn vào link dưới phần mô tả hoặc bình luận để mua sách ủng hộ cho tác giả cũng như radio kết nối, để tụi mình có thêm động lực thu âm nhiều cuốn sách mới hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Tâm lý học cho rằng ấn tượng đầu tiên là ấn tượng mà đối phương để lại với chúng ta trong lần trò chuyện đầu tiên. Một khi ấn tượng này hình thành thì sẽ chiếm vị trí chủ đạo trong đầu đối phương, thậm chí còn có thể quyết định đối phương sẽ tiếp tục hợp tác với bạn hay không. Tâm lý học nghiên cứu chứng minh rằng ấn tượng để lại khi con người giao lưu lần đầu tiên sẽ lưu lại trong thời gian dài trong cuộc sống sau này. Ấn tượng này còn đồng thời ảnh hưởng trực tiếp tới sự phán đoán và đánh giá chủ quan của con người. Thông thường, ấn tượng đầu tiên được hình thành thông qua các đặc điểm bên ngoài như quần áo, khuôn mặt, tư thế, nói tóm lại là hình dáng và dáng vẻ. Vì thế, muốn để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với người khác, khiến người khác nảy sinh ham muốn quan tâm và tiếp tục giao lưu, thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu từ việc tạo dựng hình tượng hoàn mỹ của bản thân. Thế nào là hình tượng đẹp? Hoàn toàn không phải là việc yêu cầu chúng ta phải là tuyệt sắc giai nhân. Trừ phi bạn là người đẹp bẩm sinh, rất dễ gây chú ý với người khác. Vẻ đẹp mà mỗi chúng ta nói đến ở đây thì có 3 phương diện. 1. Cẩn trọng, đúng mực, thông thường nhìn thấy dễ chịu, không chướng mắt. 2. Thích hợp với bản thân, bao gồm phù hợp với hình thể, cá tính, đặc điểm nghề nghiệp của bản thân. 3. Phù hợp với nhu cầu của môi trường, hài hòa. Tuy nhiên, có rất nhiều thanh niên khi mới đi làm rất dễ giống với nhân vật chính trong ví dụ dưới đây, gặp vấn đề về hình tượng. Thúy Nga là văn thư của công ty. Cô là một cô gái trẻ trung, thời thượng. Sở thích lớn nhất mỗi khi rảnh chính là đi dạo phố mua đồ. Chủ nhật tuần trước, cô đã phải bấm bụng mua đôi giày cao gót hàng hiệu mà mình đã thích từ lâu. Đôi giày này có mũi nhọn, gót nhọn, lại còn có màu vàng rất bắt mắt, là sản phẩm độc quyền của nhà thiết kế người Pháp, vô cùng thời trang và đẹp mắt. Ngày hôm sau, Thúy Nga đi giày cao gót, mặc một chiếc áo quây màu đen, trông như một ngôi sao điện ảnh. Tâm trạng cũng trở nên vô cùng vui vẻ.
trên đường đi, chỉ nghĩ tới việc các đồng nghiệp sẽ ngưỡng mộ và ca tụng mình như thế nào. Nhưng sau khi đến phòng làm việc, cô phát hiện ra các đồng nghiệp đều nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Bạn thân Thu Huyền bước lại và nói khẽ: "Đôi giày này đắt lắm đúng không? Còn cả chiếc áo quây này nữa, rất đẹp. Nhưng sao cậu lại mặc đồ tới chỗ làm?" Hết giờ, giám đốc gọi Thúy Nga lên phòng làm việc, sắc mặt không mấy vui vẻ khi ám chỉ rằng đôi giày cao gót và chiếc áo quây hở hàng quá mức, không thích hợp khi làm việc. Thúy Nga cảm thấy rất ấm ức. Thúy Nga là người trẻ tuổi, thích thời trang, thích đẹp, điều này rất bình thường. Nhưng cô lại không chú ý tới đặc điểm cẩn trọng, đúng mực của thời trang công sở. Dĩ nhiên, nếu công việc của bạn là nghề thời trang, như là nhà tạo mẫu, thì có thể ăn mặc theo cá tính riêng của mình. Nhưng công việc văn phòng truyền thống như văn thư thì cần nghiêm túc một chút thì hơn. Trong văn phòng, chúng ta không nên mặc quần áo có tạo hình quá đặc biệt, ví dụ giày cao gót và áo quây sẽ để lại cảm giác không thực tế, không thận trọng với người khác. Phụ nữ thích đẹp, với giày, bạn có thể đi giày cao gót hoặc giày cao vừa phải, màu đậm hoặc nhạt, chỉ cần kiểu dáng không quá kỳ dị là được. Còn trang phục cũng nên đoan trang lịch sự, những chiếc áo khoét sâu để lộ vòng ngực và váy quá ngắn đều không được mặc. Ngoài việc chú ý đến vẻ ngoài nghiêm túc và đúng mực, cử chỉ của chúng ta cũng vô cùng quan trọng. Một số người lớn tuổi phê bình thanh niên như sau: "Nhìn kìa, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi." Hồi nhỏ, nếu bị mắng mỏ như vậy, chúng ta thấy là bình thường, không có gì phải quan tâm. Nhưng sau khi chúng ta lớn lên, những thói quen xấu này sẽ khiến cho chúng ta phiền muộn, thậm chí khiến cho chúng ta mất đi cơ hội lúc nào không hay, giống như Minh Lâm dưới đây. Bình thường Minh Lâm có thói quen không tốt, đó là rung chân. Khi anh ta nói chuyện, ăn cơm, xem phim với bạn bè, chỉ cần ngồi xuống là hai chân của anh ta rung lên không ngừng, chẳng khác nào như được vặn dây cót vậy. Người không thân thiết khi nhìn thấy hành động ấy đánh giá anh ta là người không nghiêm chỉnh. Còn bạn bè của anh ta thì lại nói: "Cậu ấy là người thật thà." Các bạn cũng đã nhiều lần khuyên anh ta từ bỏ thói quen đó, nhưng anh ta nói: "Đừng câu nệ tiểu tiết, bao nhiêu năm như thế mình quen rồi." Một lần, thói quen này đã gây họa cho Minh Lâm. Công ty lớn mà anh đã để ý bấy lâu cuối cùng cũng đã hồi âm, bảo anh đi phỏng vấn. Anh ta chuẩn bị đầy đủ, tự tin bước vào phòng phỏng vấn. Vừa ngồi xuống, anh ta đã bắt đầu rung chân. Động tác này bị giám đốc phỏng vấn coi là ngạo mạn, vô lễ hoặc căng thẳng quá mức. Tóm lại là cảm thấy người thanh niên trước mắt này không cẩn trọng. Cuối cùng anh ta đã bị loại. Bởi vậy chúng ta phải kiểm tra bản thân mình xem liệu có những động tác nhỏ không thể sửa được giống như Minh Lâm hay không. Nếu có thì phải sửa thật sớm, không được vì coi thường những chi tiết nhỏ mà để lại ấn tượng không tốt với người khác. Cần nhớ rằng trong công việc và trong cuộc sống đều có những quy phạm nhất định. Đó không phải là sân khấu ngoài trời, mặc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần bò rách, muốn hát thì hát, muốn nhảy thì nhảy. Chúng ta nên chú trọng hình dáng cử chỉ của mình để khiến người khác có ấn tượng tốt đẹp với chúng ta, để giúp chúng ta có được mối quan hệ giao tiếp và may mắn trong sự nghiệp. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trong rất nhiều trường hợp, hình dáng và cử chỉ của chúng ta sẽ làm nên sức hút của bản thân trong giao tiếp. Muốn thông qua điều này để tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác thì chúng ta cần chú ý hai điểm dưới đây. 1. Trang phục phối hợp hài hòa. Phải chú trọng đến hình tượng của bản thân. Điều cơ bản nhất chính là chú ý đến sự kết hợp trang phục. Cần tuân thủ nguyên tắc kết hợp vốn có giữa giày mũ, quần áo, cố gắng để chúng trông thật thoải mỹ và hài hòa. 2. Phù hợp với đặc điểm cá tính. Cách ăn mặc phải phù hợp với đặc trưng cá tính, tương ứng với hình thể, độ tuổi, đặc điểm nghề nghiệp của chúng ta. Tốt nhất là phải giữ được phong cách riêng của bản thân, thể hiện cá tính nổi bật,
nhưng tuyệt đối không được theo đuổi mốt thời thượng một cách mù quáng. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Bài 2. Khi gặp khó xử, hãy thử tự trào để giải vây. Trịnh Uyên Khiết được mệnh danh là ông hoàng cổ tích của Trung Quốc. Các tác phẩm của ông chủ yếu dành cho thiếu nhi với những câu chuyện thần tiên dễ thương mang đậm tính giáo dục. Trịnh Uyên Khiết ngoài đời còn là một người dí dỏm hài hước, tràn đầy sức hút và luôn truyền sự hài hước ấy sang những người bên cạnh. Ông là tác giả đầu tiên lập ra Nguyệt San cá nhân, đồng thời giữ kỷ lục bán chạy trong hơn 2 năm của Nguyệt San, ông hoàng cổ tích. Điều này không thể không coi là một kỳ tích. Với cách làm này của ông, lúc đầu có rất nhiều người tỏ ra không hiểu, thậm chí còn có người cùng ngành và truyền thông còn nói ông là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, kỳ dị khác người. Khi nhận phỏng vấn của tuần báo Nhân vật Phương Nam, Trịnh Uyên Khiết, người luôn giữ trong mình tâm hồn trẻ thơ, đã dùng cách tự chế nhạo mình để đùa phóng viên giải vây cho mình. Phóng viên hỏi, vì sao ông lại chọn viết đồng thoại? Ông nói, tôi là người hèn nhát, không dám hiến thân vì sự thay đổi của thế giới, đành phải viết đồng thoại để trốn tránh hiện thực. Phóng viên lại hỏi, vì sao ông lại lập ra Nguyệt San ông hoàng cổ tích? Đã thế lại chỉ có một mình viết 20 năm, thật không thể tưởng tượng được. Ông nói, do lòng dạ tôi hẹp hòi, đến mức không thể chung được với tác giả nào trong một cuốn sách. Còn việc viết 20 năm là bởi do tôi quá lười biếng, không chịu tiến thủ. Cuối cùng phóng viên mạnh dạn hỏi, khi mất ông muốn viết gì lên mộ của mình? Còn nữa, ông cho rằng mình có những ưu điểm nào? Ông vẫn tự trào đến tận cùng, nói, tôi sẽ viết một kẻ mù chữ sáng tác cả đời được mai táng ở đây. Còn ưu điểm sao? Quả thực tôi rất ngại, tôi chẳng là gì cả, vốn dĩ chẳng là gì nên không vướng trần ai. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng bị phóng viên hỏi tới mức bực tức, nổi nóng ở hiện trường hoặc kiên quyết giữ im lặng. Ngày hôm sau trên báo sẽ lập tức xuất hiện bài viết của phóng viên chê người này kiêu kỳ, người kia tự phụ. Người hâm mộ cũng cảm thấy rất thất vọng vì sự thiếu bản lĩnh của thần tượng. Như vậy, hình tượng của họ ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy, khi gặp những vấn đề hoặc lời đánh giá gai góc, thì bạn hãy thử làm giống như Trịnh Uyên Khiết, dùng phương thức tự trào để hòa hoãn, nói năng hài hòa vui vẻ. Như vậy có thể để lại ấn tượng là người thông minh, có phong độ trong mắt người khác. Tâm lý học cho rằng tự trào là cán cân điều tiết cân bằng tâm lý, giống như máy massage tâm lý vậy. Khi bạn cô lập, không biết dựa vào đâu, thì có thể dùng việc tự trào để giải vây. Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi việc gặp một vài tình huống khó xử. Lúc này, hãy thử sử dụng tự trào để giúp mình thoát khỏi tình huống khó xử đó. Điều này không những có thể tạo ra một không khí nói chuyện vui vẻ, hài hòa, mà còn có thể khiến cho bản thân sống thoải mái, phóng khoáng, càng có thể khiến cho bản thân trở nên đáng yêu, đồng thời còn khiến cho cả hai giữ được thể diện của mình. Trên thực tế, cọ sát giữa con người với con người thường xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Nếu lúc này cả hai đều không nhường nhau thì rất dễ xảy ra xung đột, đặc biệt là khi xung quanh có người xúm lại xem. Cả hai vừa muốn kết thúc tình cảnh khó xử này, vừa không muốn nhận thua. Vì thế, chúng ta phải học cách tự trào để có thể hóa giải cục diện này. Các nhà tâm lý học đã tiến hành một nghiên cứu thú vị liên quan tới hình tượng người đàn ông gợi cảm nhất trong lòng phụ nữ. Họ để phụ nữ nghe băng ghi âm, bên trong thu âm một đoạn tự giới thiệu của rất nhiều người đàn ông khác nhau, sau đó yêu cầu phụ nữ lựa chọn ra người đàn ông mình thích nhất. Kết quả cho thấy, người đàn ông dí dỏm được yêu mến nhất, đặc biệt là những người đàn ông có tinh thần tự trào, lấy mình ra làm trò đùa để nhận được đánh giá là vô cùng gợi cảm. Có nhà tâm lý học cho rằng hài hước là trí tuệ sâu sắc nhất, còn tự trào lại là ranh giới cao nhất của sự hài hước.
tự trào tuyệt đối, không phải là thiếu tự trọng mà là biểu hiện sự tự tin và thông minh. Người biết tự trào thường biểu hiện thái độ sống lạc quan. Hơn nữa, khi giao tiếp với bên ngoài sẽ tạo được mối quan hệ khá tốt. Trong cuộc sống, mỗi người đều khó tránh khỏi gặp phải những tình huống khó xử. Đôi lúc, một số người cố tình lấy khuyết điểm của bạn ra làm trò cười. Ví dụ, có giáo viên trung niên bị hói đầu tóc thưa. Học sinh cười đùa gọi là thầy giáo hòa thượng. Thầy giáo biết cũng không tức giận mà trong giờ học còn cười và nói: cái đầu chọc của tôi cũng có lợi ích. Các em không thấy lớp học của chúng ta sáng hơn những chỗ khác sao? Lời đùa này khiến cho học sinh cười ồ lên. Có điều sau việc đó, học sinh đều nói thầy giáo gần gũi, hài hước, đồng thời không nỡ cười thầy nào hói đầu lần nữa. Còn nếu khi thầy giáo ấy vô cùng tức giận, cảm thấy sự tôn nghiêm bị tổn hại, mà nghiêm túc mắng mỏ học sinh, thì chắc chắn rằng học sinh sẽ không những không kiểm điểm hành vi của mình, mà ngược lại, còn cảm thấy thầy giáo mình không có phong độ, hẹp hòi, đồng thời cố tình trêu tức và đặt biệt danh cho thầy. Đôi khi sự cố ngoài ý muốn, mọi người chỉ biết đứng nhìn nhau không biết hóa giải khó xử như thế nào. Ví dụ, lãnh đạo đang phát biểu trên sân khấu thì đột nhiên micro bị hỏng, vang lên tiếng chói tai. Đơn vị tổ chức thầm nghĩ vị lãnh đạo này sẽ tức giận, khán giả ở dưới cũng sẽ tức giận. Không ngờ lãnh đạo nhanh trí nói: cái loa này thấy tôi kém quá, sợ tôi mất thể diện nên là cố tình gây chuyện để cho tôi được vỗ tay đây mà. Vậy là khán giả vỗ tay hưởng ứng, cảm thấy lãnh đạo rất ôn hòa, lại còn hài hước. Đơn vị tổ chức cũng cảm ơn ông. Cục diện căng thẳng bỗng chốc được hóa giải. Nếu chúng ta gặp phải tình huống khó xử trong cuộc sống, không biết làm thế nào, thì việc lấy mình ra làm trò đùa cũng là một gợi ý không tồi. Điều đó không những không làm ảnh hưởng xấu tới đại cục, mà còn khiến cho đại cục được hòa hoãn, và giá trị của bản thân cũng được tăng lên nhanh chóng. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Tự trào là một phương thức tuyệt diệu để chữa trị tình huống khó xử. Việc chúng ta mang mình ra làm trò đùa có thể dễ dàng tạo ra không khí thoải mái và vui vẻ. Mọi người nhờ vậy cũng càng yêu quý bạn hơn. 1. Khi gặp tình huống khó xử, tự trào có thể giúp bạn thoát thân mà vẫn giữ được thể diện. Khi đối diện với tình huống khó xử bất ngờ ập tới, tức giận và nổi nóng đều không thể khiến cho bạn thoát khỏi tình huống này. Nhưng khéo léo vận dụng cách tự trào thì có thể thoát thân mà vẫn giữ được thể diện. 2. Đối mặt với sự khiêu chiến, tự trào có thể giúp cho bạn phản kích lại. Khi người khác khiêu chiến với bạn, bạn không được trực tiếp công khai phản kích lại. Thay vào đó, bạn có thể mang tự trào ra làm vũ khí, để đối phương tự động rút lui trong sự hài hước của bạn. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Bài 3. Dù có khó khăn tới đâu cũng không được than phiền. Có câu: khi con người gặp xui xẻo thì uống ngụm nước cũng nghẹn. Will Bowen, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, tác giả cuốn sách bán chạy Một thế giới không có lời phàn nàn, nói: trên thế giới có quá nhiều chuyện khiến chúng ta có thể than phiền. Thiên tai, bệnh tật, nghèo khó, phản bội tình cảm, thiếu cảm giác an toàn điều khiển tâm hồn của chúng ta rơi vào trạng thái đau khổ, từ đó khiến chúng ta than phiền không ngớt. Tuy nhiên, than phiền không những không thể giúp chúng ta giải quyết được bất cứ vấn đề gì, mà còn khiến cho tâm hồn của chúng ta rơi vào trạng thái bị động hơn, thậm chí là tuyệt vọng. Quá trình chúng ta than phiền về cảnh ngộ của mình giống như xăng dập lửa, sẽ cho kết quả ngược lại, ngày càng dữ dội. Tâm lý học cho rằng than phiền chính là trạng thái tâm lý để cân bằng bản thân, để giải phóng áp lực và tâm trạng không tốt. Vì thế, con người than phiền một cách vừa phải thì có lợi cho sức khỏe tâm lý. Nhưng than phiền quá mức thì sẽ khiến cho con người nảy sinh cảm xúc tiêu cực, dẫn tới tâm lý thất thường. Vì sao nhà dột luôn gặp mưa đêm? Vì sao người càng thất bại thì lại càng dễ gặp thất bại? Vì sao chênh lệch giàu nghèo không được rút ngắn mà lại còn lớn hơn?
10 vạn câu hỏi vì sao cũng không giải đáp được nghi vấn trong lòng những người thích than phiền. Columbus nói trái đất hình tròn. Chúng ta không ngừng đi theo một phương hướng, nhất định sẽ có một ngày đạt được mục tiêu. Vì sao chúng ta lại cảm thấy bản thân cứ mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí muốn thế này lại thành thế kia? Vì sao tỷ lệ cơ hội của mọi người là ngang nhau, ấy vậy mà nhiều thứ tốt đẹp lại không bao giờ đến với chúng ta? Mùa xuân của chúng ta ở đâu? Quý nhân ở chốn nào? Nếu có một người nói với bạn, vận xấu ngày hôm nay của bạn là do lời than phiền một ngày xui xẻo gây ra, thì bạn còn dám nói ngày hôm nay là xui xẻo không? Điều này giống với định luật hấp dẫn trong tâm lý học, tức là vật chất có đặc tính giống nhau thì sẽ hút nhau. Năng lượng do tâm lý tỏa ra cũng vậy. Năng lượng tiêu cực hút năng lượng tiêu cực, năng lượng tích cực hút năng lượng tích cực. Khi đi làm, bạn đi một đôi giày cao gót, bạn cứ lo lắng nghĩ là nhất định sẽ trẹo chân. Kết quả chuyện này xảy ra thật. Bạn lo lắng sẽ đến muộn. Kết quả đợi xe buýt mất quá nhiều thời gian. Bạn tưởng tượng phỏng vấn sẽ căng thẳng. Kết quả đúng là bạn nói không nên lời. Định luật hấp dẫn cho rằng mỗi sự việc trong cuộc sống của con người thực ra đã được diễn trước trong đầu của bạn, cho dù là hy vọng hay không hy vọng. Những sự việc mãnh liệt nhất, đừng suy nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu của bạn, sẽ khiến có thể trở thành hiện thực. Điều đó cũng có nghĩa là lời cầu nguyện thật lòng của bạn sẽ mang lại may mắn cho bạn, còn sự than phiền không ngớt của bạn thì sẽ mang lại xui xẻo cho bạn. Trong tập thể, năng lượng tiêu cực sẽ hút lẫn nhau. Có thể một câu than phiền của một người sẽ khiến cho cả phòng không ngừng ca thán. Ví dụ, vào ngày quốc tế phụ nữ, cơ quan tổ chức hoạt động, vốn dĩ mọi người đều vui vẻ, không biết ai nói một câu: hiếm có được một ngày nhàn hạ như thế này, có thể giải thoát được khỏi việc nhà gia đình bận rộn. Một người khác lại nói: đúng, bình thường rất vất vả, chồng cũng không biết chia sẻ, cứ như thể đó là số phận của chúng ta vậy. Càng nhiều người hưởng ứng xuất hiện, mọi người lại càng bất bình, nói về chuyện buồn phiền ở nhà. Con cái nghịch ngợm, chồng về muộn, mẹ chồng khó tính, càng nói lại càng hăng. Kết quả, một hoạt động kỷ niệm vốn dĩ rất vui vẻ lại biến thành nơi để than phiền. Cuối cùng hoạt động kết thúc, họ vẫn chưa hết giận, về đến nhà thì lại tiếp tục ca thán. Đến cuối cùng, khi tỉnh táo lại, mọi người đều tỏ ra bất mãn với người than phiền đầu tiên. Vốn dĩ đang yên đang lành, cậu nhắc chuyện buồn phiền làm gì? Bây giờ mọi người đều không vui, tất cả là tại cậu. Một người than thân trách phận thường sẽ không có quan hệ giao tiếp tốt đẹp. Người khác ở cạnh họ cảm nhận được không khí bị đè nén. Liệu bạn đã từng trải qua tình huống vốn dĩ tâm trạng đang vui vẻ bước vào phòng làm việc, nhưng đồng nghiệp lại cau mày nói một câu: công việc tồi tệ, đúng là không có tiền đồ. Bạn lập tức cũng cảm thấy ức chế, nghĩ rằng công việc không như ý, chuyện vui đang định nói ra cũng quên luôn. Khi máy bay gặp nạn, tất cả mọi người đều bắt đầu lo lắng than phiền, thậm chí còn khóc lóc, thì một câu nói: đừng lo, tôi vẫn còn ở đây, của cơ trưởng giống như là chiếc phao cứu sinh, khiến cho mọi người bình tĩnh trở lại, bắt đầu nghĩ phương pháp khả thi. Đây chính là ám thị tâm lý được nói tới trong tâm lý học. Con người đều chịu sự ám thị từ những thông tin mà môi trường xung quanh tác động, nảy sinh tâm trạng và phản ứng tương ứng với nó. Vì thế, con người đều thích ở cùng những người lạc quan, kiên cường. Như thế thì sẽ ám thị tâm lý tích cực, bản thân nhờ vậy cũng trở nên dũng cảm hơn. Ngược lại, không thích ở cùng với những người bi quan nhu nhược, bởi sẽ chịu ám ảnh tâm lý tiêu cực, bản thân vì thế cũng mất đi ý chí. Ám thị tâm lý không chỉ ảnh hưởng đến người khác mà còn ảnh hưởng tới cả bản thân. Rất nhiều người thành công đều có thói quen khích lệ bản thân, hoặc là tập mỉm cười trước gương, cho dù gặp khó khăn lớn tới đâu cũng không than phiền, đồng thời không ngừng khích lệ chính mình: mình rất giỏi, hôm nay tâm trạng mình rất tốt, chắc chắn sẽ có chuyện vui xảy ra. Lúc này,
khi bạn mở cửa sổ, sẽ phát hiện mây đen tan biến, trời cao trong xanh, dường như toàn thân cũng được nạp đầy năng lượng. Một người như bạn dĩ nhiên cũng sẽ được mọi người xung quanh yêu quý. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Than phiền không những có thể làm ảnh hưởng tới người khác mà còn khiến cho người ta chán ghét. Vậy chúng ta phải làm thế nào để khiến cho bản thân không than phiền? 1. Tìm nguyên nhân từ bản thân mình, chấp nhận thất bại. Chỉ biết than phiền không phải là cách giải quyết vấn đề. Chi bằng chúng ta hãy thừa nhận thất bại của mình, tìm nguyên nhân từ bản thân mình, từ đó tìm ra phương pháp giải quyết liên quan. Như thế, không những có thể khiến cho bản thân phấn chấn, mà còn có cơ hội làm lại từ đầu. 2. Không viện cớ cho bản thân. Chúng ta không kiếm cớ cho bản thân, không đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Bắt đầu từ bây giờ, hãy ngừng than phiền, yêu cầu bản thân chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Bài 4. Chủ động hỏi thăm người khác, đừng đợi tới lúc cần mới thực hiện. Lúc xem TV, chúng ta sẽ ngạc nhiên vui mừng khi phát hiện một khuôn mặt quen thuộc. Tôi đã từng xem phim XX mà anh ấy đóng. Cho dù anh ta diễn chỉ một vai rất nhỏ, không có lời thoại. Trong khi đó, với nhân vật chính diễn xuất tốt, diện mạo sáng sủa, thì chúng ta chỉ có một chút ấn tượng. Nếu sau này anh ta không đóng bộ phim nào khác, chúng ta sẽ nhanh chóng quên đi. Vì thế, tâm nguyện lớn nhất của các diễn viên là cho dù vai diễn lớn nhỏ, xuất hiện trước ống kính trong bao lâu, cũng chỉ mong được khán giả nhớ mặt. Thậm chí, có ngôi sao không thể tiếc việc tự tạo scandal để được xuất hiện nhiều lần. Hiện tượng này trong tâm lý học được gọi là hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần. Trong cuộc sống, con người luôn bày tỏ cảm giác yêu quý với sự vật thân thuộc. Các doanh nhân cũng rất biết cách lợi dụng hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần, không tiếc tiền chi cho quảng cáo, bởi như thế thì người xem sẽ xem một lần vào buổi sáng ở ga tàu điện ngầm, xem một lần vào buổi trưa ở công ty, buổi tối về nhà bật TV lên lại xem một lần nữa. Cho anh ta một chỗ nhỏ trên báo, anh ta có thể đưa vào 10 tít quảng cáo. Hiệu quả của quảng cáo lớn tới mức nào, chúng ta không nói nhiều nữa. Chỉ biết rằng khi đứng trước nhiều sản phẩm cùng loại, khách hàng sẽ nói: cái này tôi đã nhìn thấy ở trên TV, bỏ tiền ra đăng nhiều quảng cáo như vậy, chắc chắn chất lượng của sản phẩm này rất tốt. Về hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần, nhà tâm lý học Zions đã làm một thí nghiệm. Ông cho người tham gia thí nghiệm một sấp ảnh, trong đó có những tình huống xem lặp lại. Có bức ảnh xuất hiện hơn 2 lần, có bức ảnh xuất hiện mười mấy lần, cũng có bức chỉ xuất hiện 1-2 lần. Sau đó, điều tra mức độ yêu thích của những người tham gia thí nghiệm với ảnh. Kết quả, phát hiện những bức ảnh xuất hiện càng nhiều thì càng được yêu thích, còn những bức ảnh xuất hiện ít thì lại không để lại ấn tượng gì, chứ đừng nói đến chuyện yêu thích. Còn có một thí nghiệm tương tự, nhà tâm lý học mời một vài tình nguyện viên tới thăm dân cư gần đó với lý do chào hàng thực phẩm. Những tình nguyện viên này được chia thành vài nhóm, có nhóm một tuần đến nhà người dân 3 lần, có nhóm một tuần đến 1 lần, cũng có nhóm 2 tuần đến 1 lần. Kết quả điều tra người dân về mức độ yêu quý với những người bán hàng này, phần lớn mọi người đều cho biết họ có cảm giác thân thiết với những người quen mặt, tức là yêu quý những người đến chào hàng nhiều lần. Căn cứ vào nguyên lý của hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần, chúng ta vì muốn nhanh chóng để cho người khác nảy sinh thiện cảm với mình, để tình cảm giữa hai bên càng thêm ổn định và sâu sắc, có thể dùng tới phương thức thường xuyên chủ động liên lạc và hỏi thăm. Ví dụ, khi nhiệt độ xuống thấp, chúng ta có thể nhắn tin nhắc nhở đối phương, tìm chút lý do để mọi người có cơ hội hội tụ nói chuyện. Gặp mặt tăng lên, giao tiếp chính là như vậy. Ở cạnh nhau nhiều thì sẽ thành thân. Đôi khi, có phải chúng ta đã cảm thấy một ai đó khi mới gặp có tướng mạo không tốt, càng nhìn lại càng thấy không thuận mắt không? Hoặc đôi khi một số người chúng ta ít tiếp xúc, ban đầu cảm thấy tính cách của cả hai không hợp, ấy vậy mà về sau càng tiếp xúc chúng ta lại càng thấy dễ chịu,
càng chơi thì lại càng hợp nhau. Trong tâm lý học, dù cho con người thuộc thân phận nào thì cũng đều hy vọng bản thân có thể nhận được sự chào đón của người khác. Bạn chủ động hỏi han đối phương sẽ cảm thấy bản thân được chú trọng, sẽ muốn ở cạnh bạn. Thông thường, một người bạn thân nào đó đột nhiên ít liên lạc với chúng ta sẽ nghi ngờ rằng vì sao gần đây không thấy cậu ta đến nhà chơi? Chúng ta sẽ nhớ anh ta, cảm thấy hình như thiếu chút gì đó. Điều này có thể giải thích bằng quán tính tâm lý. Định luật quán tính trong tâm lý học cho thấy, con người khi đối diện với sự vật đang phát sinh hoặc có thể phát sinh trong tương lai đều sẽ căn cứ vào mô thức tư duy vốn có để phán đoán và đánh giá. Kinh nghiệm sống trước đây hình thành định thức trong tư duy, trong lòng của mỗi người. Định thức này khiến cho con người ta cảm thấy an toàn, vì thế rất khó bị đánh đổ. Quan hệ xã giao cũng chú trọng quán tính như vậy. Với những người gặp nhau sớm tối, chúng ta khó tránh khỏi sẽ có cảm giác lâu ngày, nảy sinh tình cảm. Ngộ nhỡ một ngày nào đó, anh ta biến mất, chúng ta sẽ cảm thấy hụt hẫng và trống trải mơ hồ. Sau đó, khi phát hiện thì người này đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của mình. Trong tâm lý, mỗi người đều có một vài vị trí xa gần với người khác. Bản thân gặp vấn đề gì đó, đều muốn tìm người để chia sẻ, tự nhiên sẽ sắp xếp thứ tự trong lòng. Đây cũng là tâm lý quán tính. Những người mà bạn coi là người thân thường là những người qua lại với bạn nhiều nhất, đã được liệt vào định thức tư duy, trở thành một phần của thói quen trong cuộc sống. Ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, làm bất cứ việc gì cũng nghĩ tới họ. Suy bụng ta ra bụng người, bạn nhớ người khác mới nhớ đến bạn. Ví dụ bạn đi công tác, mang quà về cho đồng nghiệp, thì lần sau đi công tác, anh ta cũng sẽ nhớ tới bạn. Lần trước bạn giúp một người, một việc nhỏ, lần sau người ta cũng sẽ giúp bạn. Trong tâm lý học, tâm lý này gọi là nguyên tắc qua lại. Tức là khi người khác nhận ân huệ của bạn, thì sẽ nảy sinh cảm giác mắc nợ trong lòng, đồng thời nghĩ cách trả nợ. Vì thế sẽ báo đáp ân huệ của bạn vào lúc khác. Bạn đối xử tốt với người xung quanh thì họ mới đối xử tốt với bạn. Có câu đối tốt với người khác một lúc rất dễ, cái khó là đối xử tốt với người khác cả đời. Cái tốt bất ngờ có thể khiến cho người khác nảy sinh cảm giác nghi ngờ. Không có việc gì mà cũng đối xử tốt như thế, chắc chắn là anh ta đang có một âm mưu gì đó. Nếu bạn không muốn để cho người ta cho rằng cái tốt của mình có mục đích, hy vọng nhận được sự khẳng định của bạn bè xung quanh, thì phải thường xuyên chủ động, quan tâm hỏi han bạn bè để lời hỏi han này trở thành một thói quen trong cuộc sống của đối phương. Trong tâm lý, sẽ nảy sinh cảm giác tin tưởng và dựa dẫm vào bạn. Như thế, khi gặp bạn bè, chuyện vui trong cuộc sống mới muốn chia sẻ với bạn. Khi bạn có khó khăn, bạn bè cũng mới sẵn sàng giúp đỡ bạn. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Một câu hỏi thăm đơn giản sẽ rút ngắn khoảng cách tình cảm giữa người với người, khiến cho con người cảm thấy bản thân được chú trọng. Vô hình chung, đối phương sẽ xích lại gần bạn. 1. Chủ động hỏi thăm lãnh đạo, đồng nghiệp. Chủ động hỏi thăm lãnh đạo, đó không phải là sự xu nịnh mà là một phép lịch sự. Một câu chào buổi sáng thể hiện sự tôn trọng của bạn với lãnh đạo. Khi ở cạnh đồng nghiệp, chúng ta nên chủ động cùng đồng nghiệp nói ra những chủ đề chung, hỏi thăm tâm trạng của đối phương. 2. Chủ động hỏi thăm bố mẹ. Chúng ta phải thường xuyên hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố mẹ. Một câu, gần đây bố mẹ có khỏe không? Thể hiện được sự quan tâm của bạn, khiến bố mẹ cảm thấy xúc động. 3. Chủ động hỏi thăm bạn bè. Chúng ta phải chủ động quan tâm tới bạn bè. Một câu, mọi thứ vẫn ổn chứ? Sẽ khiến cho bạn bè cảm nhận được sự ấm áp giữa hai bên. Thực ra, hỏi thăm bạn bè không cần phải câu nệ hình thức, chỉ cần tỏ ra thân thiết là được. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Bài 5. Kết giao với những nhân vật có tầm ảnh hưởng. Một người ăn xin ngoài phố, chỉ thông qua 6 người là có thể làm quen được với Bill Gates. Bạn có tin không? Nhưng quan hệ xã hội thật sự diệu kỳ và có sức hút như vậy. Đây chính là lý luận 6 chặng phân cách của giáo sư tâm lý học
Stanley Milgram thuộc trường Đại học Harvard. Ông cho rằng khoảng cách của bất cứ hai người nào trên thế giới đều không quá 6 người. Nói một cách đơn giản, bạn chỉ cần thông qua nhiều nhất 6 người là có thể làm quen với bất kỳ người lạ nào. Trong giao tiếp trên mạng xã hội, con người đều có thể coi mình là trung tâm, tạo thành vòng tròn giao tiếp hình mạng lưới. Ở đây, mỗi người đều không phải là một cá thể hoàn toàn độc lập mà có sự giao lưu với nhau. Trong vòng tròn giao tiếp, luôn có những người quay tròn quan hệ giao tiếp, giống như tiểu hành tinh nhỏ phát quang tỏa nhiệt, nhất hô triệu ứng, thậm chí thu hút được người tôn sùng ở các vòng khác. Mặc dù những người tôn sùng ở các vòng khác không tiếp xúc trực tiếp với bản thân tiểu hành tinh, nhưng có thể bắt đầu từ những người bên cạnh hoặc những người bên cạnh của người bên cạnh. Như thế, cái vòng này sẽ không ngừng nở rộng. Điều này giống với hiệu ứng lan tỏa trong tâm lý học, miêu tả tình cảm chủ quan của con người theo kiểu yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Giống như mặt trăng phát ra cuồng sáng ấm áp, cuồng sáng này sẽ phát tán ra xung quanh, chiếu sáng một vùng trời quanh nó. Bởi vậy, những người giao tiếp thành công là những người mà khi mới xuất hiện sẽ tỏa ra một khí chất đặc biệt, khiến họ trở thành tiêu điểm. Còn người khác khoác tay bên cạnh, người trò chuyện với họ cũng sẽ được quan tâm. Nhìn kìa, người bên cạnh nhân vật máu mặt kia nhất định không phải là người tầm thường. Hiệu ứng lan tỏa, điển hình nhất là hiệu ứng người nổi tiếng. Nó chỉ là nhân tố ảnh hưởng tới quan hệ giao tiếp, giống như quầng sáng của mặt trăng, không ngừng lan tỏa, phát tán ra xung quanh, đồng thời ảnh hưởng tới phẩm chất hoặc đặc điểm của những người khác. Ở đây chúng tôi không dạy bạn nịnh nọt, bợ đỡ hoặc mượn danh tiếng của ai đó để thể hiện bản thân mình. Chỉ là muốn nói với bạn làm thế nào để nhanh chóng mở rộng quan hệ xã giao của mình. Trong thương trường, điều này được thể hiện rất rõ trong câu nói 10% thành công dựa vào năng lực của bạn, 90% còn lại dựa vào các mối quan hệ. Thậm chí, quan hệ còn được đưa lên bàn tuyển dụng, trở thành một năng lực quan trọng sánh ngang hơn cả lý lịch, kinh nghiệm. Có người trẻ tuổi không hiểu điểm này, không hiểu ý nghĩa của câu hỏi bạn có những vốn liếng nào của nhà tuyển dụng, vội vàng nói cái vốn mình đã có là đẹp trai, tài năng, giàu có, xanh điệu. Thực ra, vốn mà nhà tuyển dụng đòi hỏi ở đây chính là bạn có quen với ông chủ hay là khách hàng lớn nào không? Bạn có phải là bạn thân hoặc có người thân nào có thể mang lại lợi ích cho công ty không? Đây chính là quan hệ trong công việc của bạn. Lúc này, bạn nhất định không được khiêm tốn, nhất định phải nói những mối quan hệ của mình cho nhà tuyển dụng biết. Đừng sợ nhà tuyển dụng sẽ sợ hãi, bởi họ đang chờ đợi những thông tin hữu ích và mới mẻ từ bạn. Trong trường hợp bạn không có những mối quan hệ có sẵn, thì phải dựa vào khả năng của bản thân và chú ý kết giao với những người có tầm ảnh hưởng trong giới. Có điều, bạn không được có tâm lý dựa vào đại gia để đề cao, mà phải dùng thái độ học hỏi thật sự để tiếp thu ưu điểm và kinh nghiệm của những người thành công. Làm việc theo phương thức của người thành công, bạn cũng có thể học được cách thành công của anh ta. Về việc mở rộng quan hệ, giới bán hàng có phương pháp phát triển khách hàng tiềm năng, đó chính là phát triển một số khách hàng trong trọng tâm có tầm ảnh hưởng, sau đó qua họ ảnh hưởng tới những khách hàng khác. Nó dễ hiểu một chút là đánh giặc trước tiên là phải bắt vua giặc. Nếu có những người có tầm ảnh hưởng trong giới nói sản phẩm này tốt, thì đảm bảo những người hưởng ứng sẽ ùa lên, sản phẩm này không lo không có chỗ tiêu thụ. Địa vị của một người càng cao thì uy tín lại càng nhiều. Vì vậy, lời nói mà ông ta nói sẽ càng dễ làm cho người khác tin phục, được coi là quy phạm và tiêu chuẩn. Điều này trong tâm lý học gọi là hiệu ứng quyền uy. Nguồn gốc của hiệu ứng này bắt nguồn từ tâm lý an toàn, bởi vì người ta thường cảm thấy làm theo người có quyền uy thì sẽ không có sai sót, cho dù là sai sót cũng không có gì đáng trách. Người như thế còn sai, huống hồ là tôi. Hơn nữa, đối với người quyền uy và người nổi tiếng, người ta thường có trí tò mò và ham muốn khám phá mãnh liệt,
nếu bạn khéo léo lợi dụng thì có thể biến những người này thành mục tiêu có lợi cho ta. Cẩm nang nói chuyện làm việc với người khi kết giao với quý nhân sẽ khiến cho con đường phát triển của bản thân thuận lợi, cũng sẽ khiến cho bản thân thành công nhanh chóng. 1. Kết giao với người uy quyền trên bàn rượu. Ở những nơi như phòng làm việc, phòng họp thường không dễ kết bạn, nhưng kết giao với người quyền uy trên bàn rượu thì lại dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì trên bàn rượu, mọi người đều có tâm lý thả lỏng, gỡ bỏ rào cản để đề phòng. Hai bên sẽ đối xử một cách thân thiện hơn, cộng thêm với sự giới thiệu của bạn bè, việc kết giao vì thế mà thuận lợi. 2. Kết giao với người quyền uy phải có sự gan dạ. Khi kết giao với người quyền uy, chúng ta phải chủ động làm quen và có sự chuẩn bị kỹ càng. Cho dù gặp trở ngại, chúng ta cũng không được thất vọng mà phải kiên trì và quyết tâm hơn. Chương 10. Trong công việc cần phải thận trọng từng bước một. Bài 1. Nhất định không được tỏ ra thông minh hơn lãnh đạo. Một người mới tốt nghiệp đại học xin được việc làm thư ký cho tổng giám đốc của một công ty. Cô trẻ trung, xinh đẹp, ngây thơ, giàu lòng nhân ái. Vào một ngày Tết thiếu nhi, công ty phát động nhân viên quyên góp cho các trẻ em không được đi học. Là con gái của một nhà giáo, cô vô cùng đồng cảm với các trẻ em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Hồi học đại học, cô đã thường xuyên góp số tiền tiêu vặt và sinh hoạt phí ít ỏi của mình cho các hoạt động sau này. Sau khi đi làm, cô đã có tiền tiết kiệm nên càng cho rằng việc ủng hộ các em nhỏ không được đi học là trách nhiệm của mình. Thế là cô không hề do dự ủng hộ 10 triệu, chỉ đứng sau tổng giám đốc, mấy phó tổng và người phụ trách bộ phận. Vì chuyện này mà công ty còn biểu dương cô. Không lâu sau đó, trong trận động đất lũ lụt ở miền Trung, cô chứng kiến nỗi khổ của những người dân trong vùng thiên tai, liền không chút do dự quyên góp 20 triệu, đứng trong bảng đỏ treo trước cửa đại sảnh của công ty, tên của cô còn đứng trên cả tổng giám đốc. Còn những nhân viên bình thường, nhiều nhất chỉ có mấy trăm nghìn, đến mức các lãnh đạo bộ phận khác cũng hỏi thăm về cô. Cô cũng có cảm giác tự hào. Nhưng trong buổi họp công ty, sau khi tổng giám đốc nhiệt tình biểu dương cô, thì mấy phó giám đốc khác lại tỏ ra thái độ lạnh lùng. Thậm chí, một phó tổng còn nói, sau này, khi có hoạt động tương tự, mọi người phải biết lượng sức mình. Không được vì muốn nổi trội mà đóng góp nhiều như thế. Sau này, tổng giám đốc cũng không nhiệt tình với cô như trước nữa. Vì chuyện đó mà cô đã khóc rất nhiều. Trong công việc, chúng ta phải biết cách đối nhân xử thế, nhất định không được vượt mặt, mà phải chú ý giữ thể diện cho lãnh đạo cấp trên. Tuy nhiên, có rất nhiều người không chú ý tới điểm này, đặc biệt là với một số chi tiết ngoài công việc. Điều đó chắc chắn sẽ gây ra sự phản cảm của lãnh đạo, khiến cho công việc của bản thân rơi vào thế bị động. Ví dụ, có người có cùng sở thích hứng thú với lãnh đạo, nhưng họ không hề nghĩ hứng thú, sở thích và quan hệ giữa mình và lãnh đạo có mối liên hệ nào đặc biệt quan trọng. Vì thế, thời gian ngoài công việc, không biết tôn trọng lớn bé, cao thấp, lơ là việc tôn trọng ý kiến của lãnh đạo. Những chuyện này nhìn có vẻ rất nhỏ nhưng trong mắt lãnh đạo lại thành chuyện lớn. Bạn thách thức quyền uy của lãnh đạo chắc chắn sẽ gieo mầm thù hận trong lòng họ. Như vậy thì một lúc nào đó, có thể họ sẽ gây khó dễ cho bạn. Định luật chuyển biến vai trò xã hội. Trong xã hội, mỗi người đều có vai trò khác nhau. Điều chúng ta cần làm đó là phải thực hiện tốt vai trò của chúng ta, chứ không phải là đóng vai trò của người khác. Điều này vô cùng quan trọng với những nhân viên công sở, có thể giúp tránh xuất hiện tình huống vượt quá chức phận, tự rước họa vào thân. Trong một buổi họp, anh Dũng đưa ra phương án bán hàng hoàn toàn mới, nhanh chóng nhận được sự khẳng định của tổng giám đốc. Vì chuyện này mà anh Dũng vô cùng đắc chí, thường xuyên nói trước mặt người khác. Thấy chưa, phương án của tôi được tổng giám đốc thừa nhận rồi, vậy mà quản lý nói tôi suy nghĩ viển vông.
Dũng tự cho rằng mình thông minh hơn quản lý, lúc nào cũng khoe khoang trước mặt người khác. Điều đó khiến cho quản lý sau khi biết được chuyện rất không vui, nhưng cũng không vì thế mà làm khó Dũng. Khi quản lý này được điều đi nơi khác, công ty yêu cầu ông ta giới thiệu một quản lý mới. Vị quản lý này nghĩ tới việc Dũng lúc nào cũng tự cho rằng mình thông minh hơn, khiến cho bản thân mất thể diện nhiều lần. Vì thế, ông ta không thể giới thiệu Dũng. Quản lý đã viết trong mục góp ý như sau: Dũng quá ư khoe khoang, không coi ai ra gì, rất dễ mang tới tai họa cho công ty. Anh chàng Dũng đáng thương vì tính sĩ diện của mình mà mất đi một cơ hội thăng tiến. Rất nhiều người tự cho rằng bản thân rất xuất sắc trong công việc, nhưng không biết vì sao đột nhiên cấp trên lại tỏ ra lạnh lùng với mình. Đó là bởi vì những lời nói hay hành động vô ý của bản thân khiến cho lãnh đạo hiểu lầm. Không có nỗi oán hận nào là vô duyên vô cớ, càng không có tình yêu nào là vô duyên vô cớ. Sở dĩ có người trong công việc mặc dù năng lực xuất chúng nhưng không được thăng tiến, nguyên nhân nằm ở chỗ họ tỏ ra thông minh hơn lãnh đạo, phạm phải đại kỵ trong công việc. Trong tâm lý học có một định luật chuyển biến vai trò xã hội. Định luật này vô cùng quan trọng trong công việc. Trong công việc, lãnh đạo mới chính là tướng, còn nhân viên dù thế nào thì cũng chỉ là tốt mà thôi. Nếu tốt tỏ ra thông minh hơn tướng, thì tướng chắc chắn sẽ trút giận lên tốt. Cho dù là chuyện không liên quan tới công việc thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế trong công việc, chúng ta phải làm tốt vai trò của tốt, chứ không được tranh làm tướng. Không có cấp trên nào muốn nhìn thấy nhân viên thông minh hơn mình, giống như Tào Tháo trong phim Tam Quốc tìm cớ giết chết Dương Tu vậy. Trong công việc, chúng ta càng phải cẩn trọng, không được xâm phạm quyền uy của lãnh đạo, không được tỏ ra thông minh hơn lãnh đạo. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Là một người nhân viên, chúng ta phải biết làm thế nào để tránh khỏi bị rơi vào những tình huống khó xử, giỏi hơn sếp, tránh trở thành cái gai trong mắt cấp trên của mình. 1. Lùi một bước, tiến hai bước. Cho dù trong công việc hay cuộc sống, khi giao tiếp với lãnh đạo, chúng ta nhất định phải coi lãnh đạo là người đứng đầu, phải nghĩ cách giữ thể diện cho lãnh đạo, để lãnh đạo nghĩ rằng mình là một nhân tài có thể uốn nắn, chứ không phải là một kẻ có dã tâm uy hiếp địa vị của ông ta. 2. Không được nổi trội hơn lãnh đạo. Khi giao tiếp với lãnh đạo, chúng ta phải nghiên cứu tâm lý của cấp trên. Đứng trước vinh quang, chúng ta phải đối đãi một cách ôn hòa, coi đó là sự anh minh và ủng hộ của lãnh đạo, đó là sự giúp đỡ của bạn bè. Như thế chúng ta mới có thể có được thành công trong công việc. Ngược lại, nếu chúng ta vì nhất thời nổi trội mà đắc tội với lãnh đạo thì chắc chắn sẽ gây ra phiền phức lớn với bản thân. Người thông minh là khi có được vinh quang, tuyệt đối sẽ không keo kiệt lời khen với cấp trên. Với họ, khen cấp trên chính là tự khen bản thân mình. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Bài 2. Khi lãnh đạo nổi nóng, hạn chế ở lại lâu. Sau khi Duy Hoàng báo cáo xong tình hình tiêu thụ sản phẩm mùa này của công ty với lãnh đạo vô cùng tức giận, đập bàn lớn tiếng quát: "Phòng bán hàng làm cái gì vậy? Doanh thu bán hàng ít hơn mùa trước đến tận 20%. Là thư ký của lãnh đạo, Duy Hoàng nghĩ rằng lãnh đạo mắng mình, lại lặng lẽ bỏ đi thì không tốt. Nhưng điều khiến cho Duy Hoàng ngạc nhiên chính là lãnh đạo không hề có ý dừng lại. Cậu đi không được mà ở cũng chẳng xong. Giám đốc nhìn thấy Duy Hoàng đứng ngây ra đó, liền quát lớn: "Cậu còn đứng đây làm gì? Tìm trưởng phòng bán hàng cho tôi. Không biết đám người các cậu làm cái gì, không có một chút sáng tạo nào cả." Lúc ấy, Duy Hoàng mới có cơ hội đi ra ngoài. Vì sao Duy Hoàng vô tội lại bị lãnh đạo mắng? Khi lãnh đạo bắt đầu tỏ ra bất mãn, Duy Hoàng nên biết điều mà tránh đi. Huống hồ số liệu trong bản báo cáo đủ để khiến cho lãnh đạo trở thành kho thuốc nổ, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Khi lãnh đạo nhìn thấy bản báo cáo, chắc chắn sẽ nảy sinh tâm lý bực bội. Tâm lý lo lắng bực bội này rất dễ khiến cho con người ta cảm thấy ức chế, từ đó xuất hiện những tình huống nổi nóng, chửi bới. Duy Hoàng sai ở chỗ
là không biết chú ý quan sát sắc mặt của lãnh đạo, không biết tình hình, gặp tình huống không né tránh mà còn chủ động đón nhận. Như vậy, trở thành người trút giận của lãnh đạo là điều đương nhiên. Trong tâm lý học, có hiệu ứng đá mèo. Chỉ cảm xúc bất mãn và tâm trạng tồi tệ của con người thường di truyền theo thứ tự đẳng cấp quan hệ xã hội, từ người lớn nhất đến người bé nhất. Trong câu chuyện kể trên, sau khi lãnh đạo nhìn thấy bảng báo cáo, thành tích của công ty bị ảnh hưởng, trước tiên sẽ khiển trách bộ phận bán hàng. Sau khi khiển trách hết những bộ phận có liên quan, thì vừa hay nhìn thấy Duy Hoàng, vậy là Duy Hoàng vô cớ trở thành người bị hại. Thông thường, cảm xúc của con người sẽ chịu ảnh hưởng từ môi trường và một số nguyên nhân ngẫu nhiên. Từ đó xuất hiện biến đổi cảm xúc, hoặc là khá hơn, hoặc là tệ hơn. Sau khi cảm xúc của con người trở nên tệ hơn, anh ta sẽ bị tiềm thức xúi dục, lựa chọn cấp dưới hoặc người không thể phản kích để trút giận. Là cấp dưới, khi nhìn thấy tâm trạng của lãnh đạo không tốt, tốt nhất là chọn cách tránh né hoặc tránh xa lãnh đạo, tránh để mình trở thành cái thùng trút giận vô cớ. Buổi sáng, Duy Hoàng nhìn thấy giám đốc vừa gọi điện thoại, vừa giả bước vào phòng làm việc. Từ xa đã nghe thấy hình như đang tranh luận điều gì đó với đầu dây bên kia. Duy Hoàng vốn định buổi chiều xin nghỉ, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, liền từ bỏ ý định của mình. Một đồng nghiệp khác đến phòng giám đốc, báo cáo các khoản nợ của tháng trước. Vừa hay giám đốc đang bực tức, không tìm được đối tượng để xả giận. Thế là đồng nghiệp này bị giám đốc mắng cho một trận, rồi mới được ra khỏi phòng. Duy Hoàng và mấy đồng nghiệp khác nhìn thấy, ai ai cũng nhìn nhau, không dám nói to. Ngay cả đi lại cũng rón rén, sợ bị liên lụy. Khi giao tiếp với lãnh đạo, quan sát sắc mặt và lời nói của lãnh đạo là việc không thể thiếu. Trước khi nói, trước khi làm việc, nhất định phải nhìn sắc mặt của lãnh đạo. Hỏi qua thư ký của lãnh đạo, rồi hãy đi tìm đến lãnh đạo. Phải thật chắc chắn, nhất định không được lao vào khi lãnh đạo đang bực tức trong lòng. Cho dù chúng ta có chuyện gấp, sau khi báo cáo lãnh đạo, cũng nên tìm cớ lập tức rời đi, không được đợi để lãnh đạo trút giận lên mình. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Phận là cấp dưới, chúng ta không tránh được việc phải giao tiếp với lãnh đạo. Vậy khi lãnh đạo đang nổi nóng, chúng ta nên làm thế nào? 1. Không biến mình thành con mèo bị đá. Không ai muốn trở thành thùng trút giận của người khác. Bởi vậy khi thấy lãnh đạo đang nổi nóng, chúng ta cố gắng nên tránh hỏi lãnh đạo. 2. Khi tâm trạng lãnh đạo không tốt, phải biết điều tránh xa. Chúng ta không được để đến lúc lãnh đạo không thể kìm nén được cơn tức giận trong lòng rồi mới đi. Khi ấy muốn đi, e là cũng không được. Vì thế, khi bước vào cửa, hãy quan sát sắc mặt của lãnh đạo. Nếu tâm trạng của lãnh đạo không tốt, thì nói xong, hãy lập tức xin phép rời đi. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Bài 3. Khi báo cáo công việc, cần chú ý kỹ xảo. Nhật Minh bước vào phòng giám đốc báo cáo lại tình hình của bộ phận bán hàng. Nhật Minh nói: "Thưa giám đốc, nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của anh mà mức bán hàng quý này tăng so với quý trước 50%. Giám đốc nghe xong, mặt mày rạng rỡ, hết lời khen: "Các cậu làm tốt lắm, tôi sẽ suy nghĩ tăng thêm tiền thưởng cho các cậu." Nhật Minh nói: "Quý này quả thực, mức độ nhiệt tình trong công việc của các nhân viên nghiệp vụ tăng lên không ít. Ngay cả bảng thành tích bán hàng của Hữu Tiến, lười biếng nhất, cũng tăng lên 30%. Giám đốc nghe vậy càng phấn khích: "Tôi đã nói mà, nhân viên nghiệp vụ chỉ cần chăm chỉ một chút, nhất định là sẽ có thành tích." "Đúng rồi, khoản chi mời khách hàng quý này có nhiều không?" Nhật Minh nói: "Nhiều hơn quý trước ạ, nhưng so với thành tích mà nói thì không đến 30%. Mặc dù tăng thêm khoản chi phí dư thừa, nhưng đổi lại được thành tích bán hàng tăng cao. Đối với công ty thì đó là lãi chứ không lỗ ạ." Giám đốc không vì khoản kinh phí cho khách hàng tăng lên mà tức giận, nghĩ một lúc rồi nói: "Cứ vậy đi, quý sau kiềm chế một chút, cố gắng giảm thiểu các khoản chi đó." Nhật Minh là trưởng phòng bán hàng,
khoản chi tiêu chiêu đãi khách hàng này đã tăng gần 30% so với quý trước. Anh vốn đã sớm chuẩn bị tâm lý bị mắng, nhưng do phía trước có thành tích bán hàng làm bình chắn nên đã tránh được cơn tức giận của giám đốc. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể hiểu rằng khi báo cáo công việc với lãnh đạo, nhất định phải chú ý kỹ xảo. Như thế vừa giúp bản thân tránh khỏi nguy hiểm, vừa thể hiện được thành tích của mình. Nếu chúng ta báo tin xấu trước, trước tiên sẽ bị lãnh đạo mắng, thành tích của bản thân trong mắt lãnh đạo cũng giảm đi nhiều. Lãnh đạo nào cũng thích nhân viên báo nhiều tin tốt, hạn chế tin xấu. Nếu như ngày nào cũng phải đối diện với nhân viên báo tin xấu thì chẳng ai muốn làm lãnh đạo nữa. Giống như trong cuộc sống, người ta đều thích nhận được tin vui, chứ không ai muốn nhận tin dữ. Đây chính là hiệu ứng ca tụng điển hình trong tâm lý học. Hiệu ứng ca tụng là chỉ con người đều thích nghe hoặc nói những tin tốt, chứ không thích nói hoặc nghe tin xấu. Ở đế chế La Mã cổ, ai mang đến thông tin xấu thì nhất định sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài. Vì thế, người ở dưới sẽ giấu giếm thông tin xấu, không báo cáo. Trong công việc cũng như vậy, lãnh đạo ở trên cao đã quen với việc nhân viên báo tin tốt. Một khi xuất hiện nhân viên báo tin xấu, sẽ cảm thấy khó chịu. Nhân viên như thế nhất định không được trọng dụng. Điều này cũng giải thích việc Hoàng đế Càn Long, Triều Thanh rõ ràng biết hỏa thân là tham ô hủ bại, nhưng vì sao không cho ông ta vào tù? Bởi vì hỏa thân chính là người luôn mang tới điều vui cho ông ta. Tuy vậy, trước những vấn đề xấu nghiêm trọng, nếu chúng ta giấu giếm vấn đề không báo cáo thì sẽ càng dễ mang tới nguy hại cho công ty, sớm muộn một ngày cũng sẽ bị lãnh đạo phát hiện. Vậy chúng ta nên báo cáo như thế nào? Đó là khi báo cáo, chúng ta hãy báo nhiều tin tốt, ít tin xấu, dùng tin tốt lấn át tin xấu. Dĩ nhiên lãnh đạo sẽ không để ý tin xấu, như vậy sẽ không làm mất đi công lao của chúng ta. Nhật Minh chính là một người quản lý như vậy. Khi báo cáo thông tin, tin tốt với giám đốc, anh ta thường báo cáo đầu tiên, đồng thời phóng đại một chút. Giám đốc nghe xong mặt mày rạng rỡ, sẽ càng chú trọng Nhật Minh hơn. Dĩ nhiên Nhật Minh cũng khôn ngoan để biết báo cáo điều xấu đúng lúc, bởi nếu giấu giếm thì chẳng khác nào lại rước họa đến cho mình sau này. Anh ta báo tin xấu một cách có kỹ xảo. Anh ta nói, giám đốc, một phương án mà chúng ta thiết kế khách hàng đã đồng ý rồi, 2 ngày nữa sẽ ký hợp đồng thanh toán. Giám đốc nghe xong liền khen Nhật Minh mấy câu. Nhật Minh không vì thế mà dương dương tự đắc nói tiếp, có một thông tin không tốt. Giám đốc nói, không sao, cậu nói đi. Nhật Minh nói, một khách hàng có chút không hài lòng với phương án của chúng ta, yêu cầu có một vài thay đổi nhỏ, có thể sẽ bị chậm lại một thời gian. Giám đốc nói, vấn đề nhỏ này cậu cũng báo cáo với tôi sao? Vậy còn cần một quản lý như cậu làm gì? Cậu xem mà giải quyết, chỉ cần thuyết phục khách hàng là được. Nhật Minh thấy giám đốc không tức giận, thế là vui vẻ đi sửa lại phương án. Thực ra phương án này khách hàng không thích, yêu cầu sửa lại. Nhật Minh là quản lý bộ phận, để xảy ra vấn đề như thế thì dĩ nhiên sẽ bị khiển trách. Nhưng khi báo cáo với giám đốc, anh ta lại tự biến việc lớn thành nhỏ, và cũng nhờ vậy mà có thêm thời gian, cuối cùng cũng thuyết phục được khách hàng. Cẩm Nang nói chuyện làm việc. Báo tin tốt không báo tin xấu, đó là giấu giếm vấn đề, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Báo tin xấu không báo tin tốt thì ta vừa mất công lại vừa không được lòng, sẽ không có ai muốn làm như vậy cả. Phương pháp tốt nhất chính là báo nhiều tin tốt, báo ít tin xấu, dùng tin tốt lấn át tin xấu. Vì thế khi báo công việc với lãnh đạo, chúng ta hãy thử suy nghĩ đến mấy điểm dưới đây. 1. Có 2 thông tin tốt, nhất định phải phân chia báo cáo. Như thế thì sẽ có 2 lần ngạc nhiên, từ đó khiến lãnh đạo giữ được tâm trạng tốt, cũng sẽ khiến bản thân có 2 công lao. 2. Một tin tốt, một tin xấu sẽ cùng báo cáo. Dùng sự thích thú từ thông tin tốt xoa dịu phiền muộn từ thông tin xấu, hiệu ứng tiêu cực cũng sẽ giảm đi nhiều. 3. Có 2 thông tin xấu thì cùng báo cáo.
Nếu có hai thông tin xấu thì tốt nhất là bạn cùng báo cáo. Như thế, những phiền muộn sẽ ít hơn những tin xấu được báo cáo nhiều lần. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Bài 4. Giúp đỡ đồng nghiệp cần có mức độ. Anh Quân là một người vô cùng nhiệt tình, làm quản lý bộ phận trong một công ty. Thành Ngọc là một đồng nghiệp mới vào công ty. Do Thành Ngọc mới tốt nghiệp nên anh Quân hướng dẫn chỉ bảo cho cô mọi điều trong công việc. Như thế, thời gian hai người giao lưu với nhau khá nhiều. Quân là người trượng nghĩa, chính trực. Nếu có chuyện khó xử, anh ta thà làm khó mình chứ không làm khó người khác. Rất nhiều lần, người khác đã tan ca từ lâu, nhưng Thanh Ngọc vì chưa làm xong việc nên chưa thể về được. Anh Quân thấy vậy cũng thường xuyên ở lại giúp đỡ cô. Có một lần, Thanh Ngọc khóc lóc với anh Quân. Trưởng phòng, đều là do em quá ngốc nên mới làm liên lụy đến anh. Thanh Quân nói, đừng như vậy, cô cũng muốn làm tốt việc mà. Nhưng Thanh Ngọc vẫn khóc lóc không ngừng. Anh Quân hỏi, cô có chuyện gì khó xử sao? Thanh Ngọc nghẹn ngào nói, em là người mới, vốn dĩ nên học thêm chút nghiệp vụ. Nhưng một người bạn của em bị bệnh cần chăm sóc, mà chuyện công việc cũng không thể chậm trễ, vì thế vô cùng khó xử. Sau khi nghe xong, anh Quân không chút do dự nói, để tôi xử lý cho, cô đi chăm sóc bạn trước đi. Vì chuyện này, anh thường xuyên về nhà rất muộn. Vợ của anh tức giận nói, ngày nào anh cũng về muộn thế này, chi bằng ở luôn công ty cho xong. Hiệu ứng nhím bắt đầu từ một câu chuyện ngụ ngôn của phương Tây. Vào một ngày mùa đông lạnh giá, hai chú nhím vì muốn sưởi ấm mà dựa sát vào nhau. Ban đầu, do khoảng cách của chúng quá gần, cả hai đều chọc vào người đối phương, khiến cho đối phương bê bết máu. Về sau, chúng tự điều chỉnh tư thế, giữ một khoảng cách nhất định. Như thế, chúng không chỉ đạt được hiệu quả sưởi ấm mà còn bảo vệ được đối phương. Là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau dĩ nhiên là chuyện tốt. Điều này cũng có thể tăng thêm tình bạn giữa hai bên. Nhưng giúp đỡ đồng nghiệp cũng cần có mức độ, không được vì chuyện của đồng nghiệp mà ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Anh Quân trong câu chuyện chính là người như vậy. Anh ta nhìn thì thấy thực sự là người tốt, nhưng lại tự gây rắc rối cho chính bản thân. Bạn của nhân vật Thanh Ngọc trong câu chuyện cũng không hề bị bệnh. Cô ta chỉ lợi dụng tính cách thích giúp đỡ người khác của anh Quân mà thôi. Rõ ràng anh Quân giúp đỡ đồng nghiệp, nhưng mà vì sao anh lại trở thành công cụ để đồng nghiệp lợi dụng? Bởi vì anh ta không nắm được mức độ giao lưu giữa đồng nghiệp. Đồng nghiệp gặp khó khăn trong công việc, anh nên giúp đỡ, nhưng đó không phải là trách nhiệm mà anh ta bắt buộc phải làm. Hiệu ứng nhím trong tâm lý học chính là nói giữa con người với con người nên giữ một khoảng cách thích hợp. Khoảng cách này mới khiến cho con người có được cảm giác an toàn. Nhưng anh Quân đã bỏ qua hiệu ứng này, giúp đỡ đồng nghiệp một cách quá mức. Thế nên anh ta vô tình đã rơi vào bẫy của đồng nghiệp. Trong công việc, giữa đồng nghiệp, ngoài quan hệ hợp tác cùng phát triển, còn có quan hệ cạnh tranh. Chúng ta giúp đỡ đồng nghiệp dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng không thể chỉ đơn thuần theo đuổi danh tiếng tốt của cá nhân mà hy sinh tất cả. Nhất định cần phải cẩn thận, không để cho người khác lợi dụng. Hạ Anh và Quỳnh Lương đến công ty làm việc cùng một ngày. Sau 3 năm, quản lý của họ thăng chức. Hai người họ được coi là lão làng trong bộ phận, đều có khả năng trở thành quản lý mới. Hạ Anh là người vô tư, cơ bản không nghĩ đến chuyện này. Vừa hay Quỳnh Lương có một nhiệm vụ cần hoàn thành, liền cầu cứu Hạ Anh. Hạ Anh vì giúp đỡ Quỳnh Lương mà hy sinh thời gian làm việc của mình, phải làm thêm giờ để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngày hôm sau, nhiệm vụ của Hạ Anh mặc dù đã làm xong nhưng lại không tốt, nhận phải sự phê bình của quản lý. Quỳnh Lương nhờ có sự giúp đỡ của Hạ Anh mà công việc vô cùng xuất sắc, nhận được sự đánh giá tốt của quản lý. Trong khi đó, quản lý lại lấy kết quả nhiệm vụ này để đánh giá và so sánh giữa hai người. Kết quả là Quỳnh Lương đã được làm quản lý của bộ phận này như mong đợi. Mỗi người đều có nhược điểm, chỉ có điều có người biết kín đáo giấu kín nhược điểm bên trong.
nếu không đi sâu tìm hiểu sẽ rất khó phát hiện. Nhưng có người, nhược điểm lại thể hiện rõ bên ngoài, rất dễ bị người khác phát hiện. Thực ra đây là một biểu hiện vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là trong thương trường cạnh tranh kịch liệt. Nếu một khi chúng ta bị người khác phát hiện ra nhược điểm của bản thân thì sẽ rất dễ bị họ lợi dụng. Hà Anh trong câu chuyện đã bị Quỳnh Lương tính toán, nhưng vì sao cô lại dễ dàng bị lợi dụng như vậy? Bởi vì quan hệ giữa cô và Quỳnh Lương đã quá mức thân thiết, khiến Quỳnh Lương hoàn toàn nắm được nhược điểm của Hà Anh. Quỳnh Lương đã tận dụng tính cách vui vẻ, giúp đỡ người khác, ít khi từ chối của Hà Anh để đạt được mục đích của mình. Trong công việc, giữa đồng nghiệp, ngoài việc hợp tác chính là cạnh tranh. Rất nhiều người thích lợi dụng nhược điểm trong tính cách của người khác để đạt được mục đích của mình. Điều đó nói với chúng ta rằng dù thế nào thì giúp đỡ đồng nghiệp cũng cần có mức độ. Giao lưu với đồng nghiệp thì càng phải chú ý giữ khoảng cách nhất định. Đây chính là để giúp bản thân được bảo vệ tốt hơn. Đó là đạo lý mà mọi người nên biết. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khoảng cách nảy sinh sự an toàn, nhưng chúng ta không thể vì bảo vệ bản thân mà đặt đồng nghiệp ở phía đối lập. Vậy làm thế nào để chúng ta giữ được mức độ phù hợp khi giúp đỡ đồng nghiệp? 1. Có thể thân thiết nhưng không thể không có khoảng cách. Chúng ta muốn làm việc ở công ty lâu dài, dĩ nhiên là phải có quan hệ với đồng nghiệp tốt đẹp. Vì thế, giữ quan hệ thân thiện với đồng nghiệp là cần thiết. Nhưng giữa đồng nghiệp còn có quan hệ cạnh tranh, xung đột lợi ích. Vì thế, khi giao tiếp với đồng nghiệp, chúng ta phải có một khoảng cách nhất định. Như thế, có thể tránh khỏi việc đồng nghiệp nắm được hoàn toàn điểm mạnh và điểm yếu của bạn, thậm chí là sự riêng tư của bạn. Bạn sẽ không trở thành công cụ bị lợi dụng. 2. Có thể giúp đồng nghiệp, nhưng nhất định phải làm tốt việc của mình. Trước khi giúp đỡ đồng nghiệp, chúng ta nhất định phải duy trì thành tích của mình. Chúng ta phải dựa vào thành tích để chứng minh sự xuất sắc của mình, chứ không phải hy sinh bản thân của mình để giúp đỡ đồng nghiệp. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn nghe sách thật vui vẻ. Bài 5. Cho dù có quan điểm khác, cũng đừng tranh luận kịch liệt trước mặt mọi người. Gần đây, tâm trạng của anh Lưu khá bực bội. Nguyên nhân chính là trong buổi họp công ty, ý kiến của anh ta và quản lý khác nhau. Quản lý cho rằng anh Lưu đã cố tình gây chuyện với mình. Thế là cuộc thảo luận của hai người ngày càng lên cao và cuối cùng phát triển thành một cuộc tranh cãi kịch liệt. Mọi người đều không vui ra về. Quản lý sau đó kiếm cớ anh Lưu làm việc không cố gắng. Trong bảng đánh giá của tháng, anh Lưu bị cắt mất 1/3 tiền thưởng. Đồng nghiệp xung quanh khuyên anh Lưu xin lỗi quản lý, coi như chuyện này đã qua, sau này chú ý một chút là được, coi như bỏ tiền mua kinh nghiệm. Nhưng anh Lưu lại không nghĩ như vậy. Anh nói, đây không phải là vì chuyện thảo luận lần trước, mà anh ta lấy chuyện công báo thù riêng. Tôi nhất định phải nói chuyện với cấp trên. Lẽ nào anh Lưu thật sự không sai? Dĩ nhiên không phải như vậy. Cho dù anh ta có quan điểm khác, cũng không được thách thức quyền uy của quản lý trước mặt đồng nghiệp. Huống hồ anh ta còn tranh luận kịch liệt với quản lý. Điều này chắc chắn sẽ gây ra tâm trạng bất mãn cho quản lý. Như vậy sẽ khiến anh ta gặp nhiều bất lợi trong công việc của mình. Trong công việc, rất nhiều người không hiểu được cách suy xét tâm lý của lãnh đạo. Lãnh đạo nói ai có ý kiến khác, có thể nêu ra. Chúng ta liền lập tức nói ra suy nghĩ khác đó của mình. Lãnh đạo vì thế mà sẽ thấy rất khó xử. Đối nhân xử thế, nói cho cùng là một môn nghệ thuật nắm bắt tâm lý của người khác. Chỉ có nắm bắt được tâm lý của người khác mới không làm tổn thương lòng tự tôn, tổn hại tự ái của họ. Như vậy chúng ta mới có thể giành được thiện cảm của mọi người. Điều này vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong thương trường. Ấy vậy mà, luôn có một số người thích đối đầu với lãnh đạo, chỉ ra cái sai lầm của lãnh đạo trước mặt mọi người, khiến cho lãnh đạo khó xử, mất mặt. Trong khi đó, lãnh đạo lại không tiện bộc lộ, trách mắng nhân viên của mình. Điều này đã để lại ấn tượng không tốt với lãnh đạo.
cuối cùng loại người này sớm muộn cũng sẽ bị lãnh đạo kiếm cớ đuổi đi. Nhẹ thì giáng chức, hoặc điều tới bộ phận khác, nặng thì đuổi việc. Trong buổi họp của công ty, sau khi nói xong nhiệm vụ công việc giai đoạn sau, giám đốc mới hỏi mọi người có ý kiến gì không. Duy Nghĩa nhìn thấy giám đốc hướng ánh mắt về mình, một người thẳng thắn, mau miệng như Duy Nghĩa, lập tức đứng dậy, không suy nghĩ mà nói: "Tôi cho rằng..." Sắc mặt của giám đốc càng lúc càng khó coi. Anh ta hỏi: "Cậu cho rằng những điều cậu nói có đúng không?" Duy Nghĩa nói: "Tôi nghĩ là như vậy, làm như vậy sẽ càng tốt hơn." Sau khi nghe xong, giám đốc cảm thấy vô cùng khó xử, nhưng lại không thể phê bình Duy Nghĩa. Thế là giám đốc hướng mắt về Đức Kiên, là người dày dặn kinh nghiệm trong công ty. Đức Kiên ngắt lời Duy Nghĩa: "Cách nhìn của giám đốc rõ ràng là phù hợp với tình hình thị trường, tôi ủng hộ giám đốc." Tiếp đó, mọi người đều thi nhau bày tỏ ủng hộ quan điểm của giám đốc. Cuối cùng, Duy Nghĩa giống như anh hùng cô độc, đứng giữa phòng họp. Giám đốc nhìn Duy Nghĩa đứng đó, không bận tâm đến anh ta mà nghiêm mặt nói: "Nếu mọi người đều ủng hộ với ý kiến của tôi, vậy thì tôi hy vọng công việc trong giai đoạn tiếp theo, mọi người sẽ cố gắng hơn nữa để nâng cao thành tích của công ty." Một thời gian sau, Duy Nghĩa bị giám đốc tìm cớ đuổi việc. Trong tâm lý học, hiệu ứng địa vị, tức là lãnh đạo địa vị cao, những lời ca tụng lãnh đạo sẽ nhiều. Ngược lại, nhân viên địa vị thấp, cho dù ý kiến của nhân viên có đúng đắn, cũng không dễ dàng được mọi người tiếp nhận. Còn phần lớn lãnh đạo, trong tâm lý, hình thành một định thức: lời nói của mình chính là quyền uy, là chân lý, phản đối mình là sai lầm. Hiệu ứng địa vị là do một nhà tâm lý học của người Mỹ đưa ra. Muốn chỉ ý kiến, biện pháp mà người có địa vị cao đưa ra dễ dàng được phần lớn những người có địa vị thấp hơn thừa nhận, tán thành, thực hiện. Còn ý kiến, biện pháp mà người có địa vị thấp đưa ra, mặc dù là đúng hoặc giống với người có địa vị cao đưa ra, cũng không dễ được người ta thừa nhận, tán thành, thực hiện. Tức là lời nói do người định, con người lấy địa vị làm trọng. Trong công việc, lãnh đạo tuyệt đối không cho phép xuất hiện âm thanh lạc điệu. Nếu có thì đây chính là hành động thách thức uy quyền của lãnh đạo, đặc biệt là trong khi nó xảy ra trước mặt mọi người. Vì thế, khi gặp tình huống bất đồng với ý kiến của lãnh đạo, chúng ta nhất định không được tranh luận với lãnh đạo trước mặt mọi người. Phải giữ uy quyền và tôn nghiêm cho lãnh đạo, đặc biệt trong các cuộc họp đông người, càng không được xuất hiện ý kiến khác với ý kiến của lãnh đạo. Cho dù quan điểm khác nhau, chúng ta cũng hoàn toàn không nhất thiết phải chỉ ra trước mặt. Nếu nhất định phải nói ra thì cũng nên dùng lời lẽ uyển chuyển, ám thị, chứ không phải nói thẳng, làm tổn hại đến lòng tự tôn của lãnh đạo, thách thức uy quyền của lãnh đạo. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi gặp tình huống bất đồng ý kiến với lãnh đạo, chúng ta phải làm thế nào để khiến cho lãnh đạo vừa vui vẻ tiếp nhận quan điểm của mình, vừa không đắc tội với họ? 1. Bảo vệ uy quyền của lãnh đạo. Quyền uy của lãnh đạo không cho phép nhân viên xâm phạm. Khi chúng ta bất đồng ý kiến với lãnh đạo, nên cố gắng tránh tranh luận với lãnh đạo, nhưng có thể ám thị với lãnh đạo hoặc khéo léo đưa ra ý kiến của mình. 2. Tìm gặp riêng lãnh đạo để nói chuyện. Có thể tìm gặp riêng lãnh đạo, đưa ra ý kiến chưa thành thục của mình, nhờ lãnh đạo chỉ dẫn. Gặp nhân viên hiểu chuyện như vậy, không lãnh đạo nào tức giận. Ngược lại, lãnh đạo sẽ cảm thấy rất vui vì nhân viên của mình biết làm việc và sẽ có ý cất nhắc. Điều này có hiệu quả hơn việc đưa ra ý kiến trước mặt mọi người rất nhiều, đối với bản thân cũng có lợi hơn rất nhiều.